chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Thông thường đối với nhiều người thì họ không thích có nốt ruồi trên khuôn mặt, bởi vì khi đó thì nhan sắc sẽ bị dìm đi trông thấy. Chính vì vậy mà nhiều người sẽ tìm mọi cách để giấu nó đi hoặc là nhờ thẩm mỹ để cho nó biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên thì có một số ít người lại nhờ những nốt ruồi hoàng kim này có thể khiến cho nhan sắc thăng hạng, và các idol K-pop thì cũng không phải là ngoại lệ. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những idol K-pop mà nhờ vào những nốt ruồi hoàng kim này khiến cho nhan sắc thăng hạng trông thấy. Thứ nhất, Trang Won Young của IZONE. Trang Won Young của IZONE được biết đến với nhan sắc xinh đẹp nổi bật nhất trong nhóm và đảm nhận vị trí center của nhóm. Và điều đáng chú ý là trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng có rất nhiều nốt ruồi nằm ở nhiều vị trí và màu sắc của chúng cũng đậm nhạt khác nhau. Tuy nhiên thì đối với người hâm mộ thì những nốt ruồi này lại không những không thể dìm được nhan sắc của Won Young mà còn khiến cô thu hút hơn, nhất là chiếc nốt ruồi ở vị trí bên trái gương mặt. Nhiều khán giả cũng khẳng định nét đẹp vốn thiên về vẻ trong trẻo tinh khôi của nữ thần tượng khi điểm xuyết thêm các nốt ruồi sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh, đã đẹp này càng rạng ngời, xuất sắc hơn nữa. Thứ hai, Sochin của JIDU. Sochin được cư dân mạng Hàn ưu ái đặt cho biệt danh là nữ thần sexy thế hệ mới. Sochin sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, body quyến rũ và đặc biệt là bất cứ ai cũng dễ dàng thấy được chiếc nốt ruồi hoàng kim nằm ở phía dưới mắt phải. Đây được xem là điểm mấu chốt khiến cho nhan sắc của cô trở nên cuốn hút vạn người mê. Thứ ba, Trong Ha. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Trong Ha cũng sở hữu một chiếc nốt ruồi ngay sống mũi. Sở dĩ khó nhận ra là vì nốt ruồi của cô nàng này có màu cà phê nhạt. Bình thường thì phải là ảnh cận mặt sắc nét thì mới thấy rõ. Hầu hết người hâm mộ của Trong Ha đều cho rằng chiếc nốt ruồi này khiến nữ ca sĩ thêm phần duyên dáng và đáng yêu. Thứ tư, Hyun Jin của Stray Kids. Thời gian gần đây thì chàng Hyun Jin của Stray Kids nhận được rất nhiều sự chú ý vì vẻ đẹp ấn tượng, được coi là tiêu chuẩn mới về vẻ đẹp của thần tượng xứ Hàn. Nam idol sở hữu đôi mắt cáo sách nhẹ, sống mũi cao, bờ môi hờ hững cùng nốt ruồi nhỏ nhắn ở dưới mắt. Thứ năm, Irene của Red Velvet. Sở hữu vẻ đẹp sắc lạnh một cách hoàn hảo không tì vết, ấy vậy mà trên gương mặt của nàng trưởng nhóm Red Velvet cũng có khá nhiều nốt ruồi, đặc biệt nhất phải kể đến nốt ruồi ngay trên lông mày và dưới má phải. Các fan gọi đó là nốt ruồi duyên của cô nàng và khiến cho gương mặt vốn đã là cực phẩm của Irene thêm phần ấn tượng và thu hút hơn. Thứ sáu, Vi của BTS. Từng được biết đến là chàng trai sở hữu gương mặt đẹp trai nhất thế giới, V của BTS cũng sở hữu những chiếc nốt ruồi làm tăng nhan sắc ở dưới mắt và ngay cánh mũi. Không thể phủ nhận rằng chính những chiếc nốt ruồi này khiến nam idol đã đẹp trai nay càng thêm mê hoặc, bí ẩn và thu hút hơn. Bạn có đánh giá như thế nào về nhan sắc của các idol K-pop khi điểm xuyết thêm những nốt ruồi trên khuôn mặt? Hãy để lại bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.